Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI quý 1 năm 2024 tăng 3,77% so với cùng kỳ năm 2023. Trên cơ sở tình hình thị trường trong nước quý 1, đánh giá tình hình thế giới và phân tích các yếu tố tác động tới lạm phát của Việt Nam trong thời gian tới, Tổng cục Thống kê xây dựng 3 kịch bản lạm phát cho năm 2024, tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,6%. Tổng cục Thống kê kiến nghị một số giải pháp kiểm soát lạm phát như Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ chủ trì đạo các bộ ban ngành xây dựng và báo cáo các phương án tăng giá các mặt hàng thiết yếu với mức độ tăng và thời điểm cụ thể phù hợp, chủ động đồng bộ thống nhất, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát. Chính phủ, các bộ ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả, lạm phát của Việt Nam để có các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá trong nước. Hơn một tháng qua, tình trạng cua nuôi của nhiều bà con nông dân tỉnh Cà Mau chết hàng loạt trên diện rộng. Tỷ lệ cua chết nhiều đã khiến cho nhiều hộ dân gặp không ít khó khăn và lo lắng. Theo thống kê bước đầu, toàn tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 19.000 hecta cua nuôi của người dân đang trong tình trạng bị chết. Trong đó, cua nuôi chết tập trung nhiều nhất ở huyện Đầm Dơi với diện tích hơn 1.200 hecta, huyện Nam Căn hơn 600 hecta. Tình trạng cua nuôi chết hàng loạt đã khiến thu nhập của nhiều bà con gặp không ít khó khăn. Cua thì năm nào nó cũng chết, cho nó vô mùa là nó chết. Có năm nay là chết nhiều, chết 70-80%. Trước thì dụ như bình quân một ngày mình đặt cũng được 1-2 triệu bạc, giờ là có khi không có con nào. Các cơ quan chức năng cũng đã xác định nguyên nhân chính dẫn đến cua chết hàng loạt là do nhiễm ký sinh trùng giáp xác chân tơ. Tình trạng cua chết hàng loạt và thiệt hại lớn đã diễn ra khoảng 3 năm trở lại đây, mỗi khi vào mùa nắng nóng. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương kiến nghị cơ quan chuyên môn cấp trên có giải pháp hữu hiệu nhất, chi phí thấp nhất nhằm sớm khắc phục khó khăn của người nuôi cua. Hiện nay đối với những cái hộ chết này thì đã ngưng không cho thả giống nữa và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật như gắt vôi vào vệ sinh trong cái môi trường đầm nuôi, sau đó ổn định mới thả trở lại. Các cái hộ dân lân cận chưa chết thì cũng bắt đầu làm vệ sinh để làm sao khắc phục, hạn chế thấp nhất cái thiệt hại xảy ra cho bà con nông dân của mình để đảm bảo tái sản xuất trở lại, đảm bảo được cái thu nhập. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng tiến hành tổ chức quy hoạch lại vùng nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng gắn với thực hành sản xuất tốt, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường. Thưa quý vị, nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nhiều hợp tác xã tại tỉnh Hà Tĩnh đã đạt hiệu quả gấp nhiều lần so với trước đây. Hiện ứng dụng khoa học công nghệ đang được coi là giải pháp đột phá để các hợp tác xã thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ và nâng cao giá trị. Khu sản xuất Đồng Ghè, thành phố Hà Tĩnh trước đây vốn là vùng đất hoang hóa, nhiễm phèn, nhiễm mặn. Nhưng nhờ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, mô hình trang trại nuôi cua thương phẩm trong hộp nhựa chỉ trên diện tích hơn 1.000 m2 này, mỗi năm đã cho thu nhập hơn 700 triệu đồng. Như vậy, trước đấy thì chỉ thu được một vụ lúa. Nhưng bây giờ là trên một đơn vị diện tích thì có thể mình thu được 6 cái sản phẩm trên đơn vị diện tích. Còn đây là hệ thống nhà màng khép kín để trồng dưa lưới và nho theo công nghệ của Israel. Hợp tác xã này còn liên kết với các công ty lớn để nuôi lợn và gà thương phẩm theo quy trình tự động. Hiện doanh thu trung bình hàng năm của hợp tác xã đạt gần 10 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nó giảm được rất nhiều chi phí đầu vào. Đó là nhân công, đó là giống và đó là các chi phí khác về cái dịch, cái bệnh. Và cái sản lượng thì phải khẳng định rằng là nó gấp 4 đến 5 lần so với làm thông thường. Từ cái áp dụng khoa học công nghệ trong cái sản xuất kinh doanh thì đã tăng cái thu nhập cho các cái thành viên lao động và đặc biệt là doanh thu và cái nộp ngân sách của hệ thống hợp tác xã cũng được tăng lên. Theo chúng tôi ước tính thì một năm tăng nộp ngân sách từ 7 đến 10% trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh Hà Tĩnh hiện có trên 35 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong sản xuất quản lý. Có thể thấy, để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, khai thác hết diện tích đất đai, thì việc ứng dụng các tiến bộ về khoa học công nghệ là giải pháp mang tính then chốt. Với sự hỗ trợ từ chính quyền, các phương thức sản xuất mới đã ngày càng mang lại hiệu quả vượt trội so với cách làm truyền thống cho người dân.